Ok, xin chào cả nhà đã quay lại với kênh vlog của mình nha. Thì hôm nay đi làm về, có nghe anh em nó nói nó ăn được 5-7 gói mì cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm thử thách với nó và sẽ làm ăn 7 gói mì. Đây là 14 gói, hai anh em mình mỗi người sẽ 7 gói. Bây giờ mình sẽ đi thực hiện mix shot để làm anh em mình thử thách cho cả nhà. Bỏ tỏi với hành tím với ớt vô mình xiên nha cả nhà. Mình đổ ra một hũ sa tế vào. Tiếp tục mình cho cà chua vào nha cả nhà. Nãy ở nhà có băm sẵn rồi nên bỏ vô bọc đem ra đây luôn. Siêu cay luôn cả nhà ơi. Thì hồi nãy có ớt băm ra rồi, với lại một hũ sa tế. Bây giờ mình sẽ cho tương ớt vào nữa. Đó. Mình cho ớt bột vô luôn. Ăn mới đã. Mình cho nó một miếng bột ngọt. Tí miếng đường, cái này là đường. Nhiều đường chút cho nó ngon chút. Tiếp theo là bột ngọt. Cái cuối cùng là cho nó một tí muối cả nhà ơi. Ít thôi. Đó, nó lên màu rồi cả nhà. Lên màu đỏ luôn, ghê không? Thôi vậy đó, mình nấu cho nó cà chua nó nhừ lên một chút là có thể ăn được rồi đó. Ok, giờ nước sốt của mình đã nhừ cà chua rồi đó cả nhà ơi. Trời ơi, nhìn nó đỏ đẹp không? Thì mình nêm thử nó có vừa ăn luôn chưa ha. Ui đúng cay luôn á, ngon cả nhà. Giờ xuống mình nấu nước chung mì thôi. Ok cả nhà ơi, giờ hai anh em đang chờ nước sôi để chụng mấy gói mì. Thì hôm nay anh em mình trọng thử thách với nó. Nó này nó mặc áo đỏ mà xung quanh mình có mấy con trâu đang ăn cỏ nè cả nhà. Để hồi cho mấy con trâu hút nó chơi. Đây dở thau mì lên cho cả nhà xem nha chồng. Đó, đây là hai thau mì 7 gói của anh em mình nha. Mỗi thau là 7 gói. Đây. Đây. Mỗi thau 7 gói mì. Này anh em mình chơi ăn kèm với chả cá. Nãy mình có đi mua ba lạng chả cá. Này đang nấu nước, lâu sôi quá. Đây, đây cánh đồng của mấy anh em mình quen thuộc, cánh đồng quen thuộc. Ok cả nhà ơi, nước mình sôi rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ trụng hai thau mì này đây. Đó. Ui. Đây là hai thau 7 gói mì. Mỗi thau 7 gói. Ok nha, giờ mình đem đi chắc nước ra để mình đổ nước sốt vô. Ê, ôi nóng quá. Ây da. Ok
ok. Ok, giờ mình sẽ đổ nước sốt vô hai cái thau mì này. Đây. Ok, giờ mình đã đổ nước sốt vô hai cái thau mì rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ sắc cái miếng chả cá này ra để bỏ vô chung. Ok. Đó. Ok cả nhà ơi. Giờ hai anh em mình sẽ ăn hai thau mì này. Rồi giờ bắt đầu nha. Rồi, ok. Đây là 7 gói mì cái thau cả nhà. Ủa bự ngon mặt luôn. Ok. Làm nước sốt ngon không? Đảm bảo. Anh em mình ăn hồi chạy vòng vòng cái đám cái bờ ruộng này là cho nó xuống ăn tiếp luôn cả nhà. Đây, mời cả nhà miếng chả cá nha. Nãy quên mời cả nhà nữa. Hôm nay anh em mình thử thách vui chơi thôi chứ không có phần thưởng gì hết cả nhà. Thử rồi anh em mình nó nói ăn được 5-7 gói thử rồi sao nha. Miếng cá hết rồi. Hôm nay ghe ruộng không có đem nước ra cả nhà. Ăn nãy giờ mà thấy giật luôn cả nhà. Gì em? Đây. Sao hả? Ăn cay lắm. Xiết mồi đó. Nãy đây ba loại ớt rồi. Bộ hột cha tế và tương ớt. Ớt bằm. Ồ. Đưa cái này cho mày. Còn nguyên. Cái giật kia. Anh Hoàng lấy giật cái nhà. Hay quá.
này siêu cấp luôn, cà siêu cấp luôn cái này. Chờ một hồi. Ăn bữa nay không? Gặp mì là ngán luôn cả nhà. Tụi em mai mốt khỏi dám đồ ăn mì luôn. Anh em mình chạy từ vòng vòng ở đó vòng về đây nè, rồi thấy ăn được nữa đó. Vừa cay mà mì nó hơi nở rồi nè, nhiều cái này 7 gói lần. Nên nằm gạo nó giật luôn á. Mũi luôn á, cay quá cay. Em sao rồi? Em cũng hết nổi rồi. Hết nổi hả? Anh em mình ăn muốn hết nổi cả nhà. Quá cay, là quá cay. Không có nước vậy người tự. Không có nước nữa. Cái thử thách này quá trời gắt rồi cả nhà ơi. Ăn cay mà không có nước uống nữa. Em tiếp nữa được không? Hả? Anh còn ăn nè, em còn ăn nè. Không nổi nghỉ à. Anh em mình chắc không vượt qua được thử thách này cả nhà ơi. Nãy giờ ăn chỉ cỡ phần nữa thôi. Chậm có thể ăn nhiều hơn mình cả nhà. Em ăn chắc khoảng khoảng 4 mấy, gần 5 gói rồi, 4 mấy rồi. 4 gói. Anh chắc có 3 gói gì. Thôi anh em mình ăn hết nổi thật, thật sự luôn rồi cả nhà ơi. Cắt là no luôn mà giờ cay. Anh em mình xin kết thúc clip tại đây. Cả nhà
thấy hay hãy đăng ký và like để theo dõi mình nha. Thì cả nhà thích mình làm món ăn nào thì hãy comment bên dưới. Thì bây giờ hai anh em mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Xin chào tạm biệt cả nhà.